chào cả nhà. Hôm nay Bibi Thanh Mai hân hạnh được đón tiếp một vị khách rất là đặc biệt luôn. Bật mí với cả nhà là anh rất là trẻ và điển trai nha cả nhà. Không có để cả nhà mình chờ lâu nữa, vị khách đặc biệt của chúng ta đó chính là Mr. Ray Minh Kha nha. À, em chào bác. Chào anh Minh Kha ạ. Bác ơi, mình đang làm công nghệ trẻ hóa cho anh Minh Kha đó, thì không biết mình làm tới đâu rồi bác ha. À, công đoạn cũng sắp xong rồi. Em cũng thấy mình đi được những cái like cuối cùng rồi nè. Mình đợi chút xíu nha cả nhà, khi mình làm xong thì em sẽ mời anh Minh Kha mình ngồi dậy nè, để cho cả nhà mình so sánh trước và sau thì anh Minh Kha làm công nghệ trẻ hóa da nhé. Wow, đúng là sau 60 phút nghỉ dưỡng tại BB Thanh Mai em thấy rất là bất ngờ luôn đó anh Kha. Để em lấy gương cho mình xem nhé. Sang xem. Dạ đây ạ. Anh thấy là nó cải thiện rất là nhiều luôn á. Thì cái cung chân mày nó cũng được nâng lên, cái gần hõm mắt này nó cũng được nông hơn nữa. Nhất là cái rãnh cười nè, nó đỡ nông hơn hẳn. Và điều anh thích nhất là cái đường hàm của anh rất là rõ. Anh rất là ưng ý cái dịch vụ này. Và những cái nếp nhăn li ti vùng mắt của mình lúc nãy em thấy á, bây giờ cũng đỡ hẳn sau 60 phút luôn anh. Tại vì nó nhỏ quá nên anh cũng không để. Đây để em xin phép gửi cái hình trước khi làm của mình cho cả nhà mình cùng xem cái sự thay đổi của mình khác biệt nhiều như thế nào sau khi mình làm liệu trình trẻ hóa da nha. Đây cả nhà mình nha, đây là hình ảnh anh Minh Kha trước khi làm đây ạ. Đó, em mời bác sĩ chia sẻ cái hiệu quả của mình sau 60 phút cho anh nha. Rồi. Cho cả nhà mình cùng xem cả nhà mình cùng nhìn lại cái hình ảnh của anh Minh Kha trước khi làm điều trị ha. Mọi người thấy là giống như anh Kha chia sẻ thì cái rãnh mũi má của mình rất là sâu. Đó là những cái dấu hiệu của lão hóa da khi mà kết cấu collagen dưới da bị lỏng lẻo. Đồng thời thì mình sẽ thấy cái đường viền hàm trước khi làm của anh thì nó bị tròn ha, nó bị chảy xuống khá là nhiều hai bên má và cung mày bị sụp. Thì sau khi mình làm xong thì những cái vấn đề đó đã được cải thiện rất là tốt. Và hiện tại thì anh Minh Kha cũng rất là hài lòng đúng không anh? Cực kỳ hài lòng. 60 phút nghỉ dưỡng thật là tuyệt vời đúng không bác, đúng không anh Minh Kha? Dù anh thấy rất là khác biệt nhưng mà kết quả này chỉ mới là 10% sau điều trị thôi ạ. Sau 3 đến 6 tháng thì collagen và elastin sẽ tiếp tục được tăng sinh và đạt được 100%. Anh phải cảm ơn BB Thanh Mai chứ, bởi vì nhờ BB Thanh Mai mà anh đã trẻ được 10 tuổi. Thì trong 60 phút một giấc ngủ buổi trưa. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cả nhà mình ơi, nếu như cả nhà mình muốn giữ mãi nét thanh xuân như anh Minh Kha thì cả nhà mình nhớ gọi cho tổng đài hotline miễn phí của BB Thanh Mai. Bây giờ em cảm ơn cả nhà, em chờ cả nhà ở những lời chuyện tiếp sau ạ.